Để mà có thể định nghĩa một Pokemon, chúng ta đầu tiên phải kể đến 6 chỉ số căn bản của nó, bao gồm sinh lực, tấn công vật lý, phòng thủ vật lý, tấn công đặc biệt, phòng thủ đặc biệt và tốc độ. Rồi sau đó chúng ta mới kể đến đặc tính của nó, hay còn gọi là nội tại của Pokemon đó. Và cuối cùng chúng ta phải xét tới bể chiêu thức mà nó có. Thuật ngữ Sweeper dùng trong trận đấu Pokemon để chỉ những Pokemon có khả năng dọn sạch hay là quét sạch đối thủ một cách nhanh và gọn lẹ nhất. Và trong chuyên mục này, mình sẽ đề cập đến những Pokemon thiên về mảng vật lý. Vậy thì thuật ngữ Sweeper vật lý có ý nghĩa rằng Pokemon đó phải có sức tấn công vật lý cao và tốc độ cũng cao nốt. Nhờ vậy thì mới đánh nhanh thắng nhanh được. Mà tiêu chí xét những Pokemon này như thế nào? Phải có lực như VCC thì mới công bằng được một chút đúng không? Mình sẽ không xét Mega vì đang thời gian chính và cũng không công bằng với những Pokemon không thể nào Mega trong trận đấu. Sẽ không xét đến những huyền thoại có chỉ số từ 600 trở lên. Mấy con đó đám phát ai cũng chết. Trừ mấy con á thần ra thì mình sẽ xét, vì á thần cũng là Pokemon bình thường thôi mà. Không phải cứ đề chỉ số tấn công cao hay là tốc độ cao thì mình mới xét. Đôi khi cũng sẽ có, nhưng mà nếu chỉ xét về chỉ số thì có vẻ chúng ta đang nói về bề nổi của nó hơn. Mà ở đây sẽ kèm theo đặc tính. Nếu đặc tính đó hỗ trợ cho việc gây sát thương vật lý, và bể chiêu thức nếu Pokemon có thể học được những chiêu độc quyền mạnh hoặc hỗ trợ cho việc gây sát thương của chúng thì cũng sẽ tính vào. Trên tiêu chí xét sẽ là những Pokemon, cho nên những Ultra Beast sẽ không được xét vào. Nói luôn thì con Ultra Beast mà có khả năng tấn công vật lý mà là Sweeper vật lý tốt, mạnh mẽ nhất chỉ có con Katana mà thôi. Còn chỉ số đi là biết. Đây cũng sẽ là một cái bảng xếp hạng nhức đầu. Vậy thế có cách nào cho tôi hết nhức đầu không? Có một cách để Semina hết nhức đầu, đó chính là một cái like và một cái subscribe của các bạn. Và các bạn có thể cùng trò chuyện với tôi, bàn luận với tôi thì còn hơn uống một đống thuốc bổ nữa. Semin không thể nào sống mà thiếu những tình yêu thương của các bạn. Đó sẽ là một cuộc sống thật tẻ nhạt. Rồi thôi, nói dông dài vậy đủ rồi. Bắt đầu thôi. Đây sẽ là một cái bảng xếp hạng có khá nhiều tranh luận đó. Ở hạng 20, chúng ta có Azumarill. Chuột nước Azumarill là cái tên đầu tiên trong bảng xếp hạng này. Chắc đa số sẽ bất ngờ lắm, hoặc là không. Khi mà Azumarill có ở trong đây, tuy vị trí là 20, nhưng lọt vô đây cũng đã máu mặt lắm rồi. Chỉ số của nó không có gì đặc biệt. Tốc độ và tấn công đỏ chót kìa. Bình tĩnh. Để xét một Pokemon mạnh, chúng ta cần xét về đặc tính. Và đặc tính Huge Power của Azumarill có tác dụng tự nhân đôi chỉ số tấn công vật lý căn bản của nó mà không cần bất cứ một điều kiện gì. Ok, nhân đôi lên thì có 100 thôi, cũng không mấy đáng sợ. Nhưng Azumarill học được Belly Drum, tăng tối đa 6 bậc tấn công, đánh đổi lại là 1/2 lượng máu của nó. Chỉ số tốc độ của nó chỉ có 50, nhưng kèm theo đó nó có một chiêu thức ưu tiên cộng thêm Staff hệ nước, đó chính là Aqua Jet. Sau khi đã được tăng tối đa chỉ số tấn công, một chiêu ưu tiên Aqua Jet thôi cũng đã đủ lấy đi khá lượng máu của đối thủ rồi, hoặc là lấy hơn. Ok, nó vừa đánh nhanh mà vừa đánh đau đó. Nhưng mà nó phải mất một lượt để set up Belly Drum. Vậy thì lỡ có ai nhanh hơn nó đánh nó mất hết một nửa lượng máu thì sao? Thì đó là lý do nó đứng hạng 20 đó. Ở hạng 19, chúng ta có Excadrill. Dấu hiệu để nhận biết một Sweeper vật lý chính hiệu có đầy đủ ở trong Excadrill luôn. Tuy là tốc độ của nó chỉ có 88, nhưng với đặc tính Sandrush, nó có thể nhân đôi tốc độ của mình trong thời tiết bão cát. Khi đó thì nó có thể dễ dàng dọn dẹp đối phương với sức mạnh tấn công 135 của mình. Chiêu thức Iron Head có thể giúp nó dọn dẹp những Pokemon hệ tiên, gây bất lợi cho đồng minh tạo bão cát của nó là Tyranitar. Chưa kể chiêu Short Dance có thể tăng khả năng dồn sát thương hơn. Rapid Spin cũng sẽ rất phù hợp trong việc phá bẫy và tăng thêm tốc độ cho Excadrill. Và dường như nhiệm vụ của Excadrill chỉ là dọn dẹp thôi. Ở hạng 18, chúng ta có Mimikyu. Mimikyu nhìn thì khá nhỏ nhắn, nhưng không thể nào xem thường nó được. Tốc độ và sức tấn công thuộc dạng ổn. Đó là về chỉ số thôi. Song hệ Ma và Tiên giúp cho Mimikyu chỉ sợ có hai hệ là Thép và Ma. Miễn nhiễm tận 3 hệ, đó là lợi thế về mặt phòng ngự. Đặc tính Disguise cho phép Mimikyu miễn nhận sát thương của bất kỳ chiêu thức nào ở lượt đầu tiên. Tận dụng khoảng thời gian đó, nó sẽ có cơ hội múa một lần vũ điệu kiếm và sau đó có thể đánh phủ đầu đối thủ bằng chiêu thức ưu tiên Shadow Sneak. Lại còn thêm nhiều chiêu thức mạnh khác như là Play Rough, Drain Punch, Wood Hammer, Willow Whips. Cái combo này vừa dễ xài nhưng mà xài lúc nào thì cũng hiệu quả, khiến cho Mimikyu hoàn toàn tự tin đứng trong hàng ngũ những Sweeper vật lý có khả năng dọn dẹp sạch sẽ đội hình đối phương luôn. Ở hạng 17, chúng ta có Weavile. Nhìn trước chỉ số thì cũng đủ hiểu vai trò và nhiệm vụ của Weavile trong team. Đúng là nó rất nhanh, nhưng Eyeshine làm cho nó đánh phủ đầu còn ghê hơn. Fake Out cũng là phương án tốt, giúp cho nó chặn họng những đối thủ khác trong đấu đôi. Bể chiêu thức thiên về những chiêu tấn công vật lý, trong đó Short Dance là chiêu hiệu ứng đáng dùng nhất của Weavile. Nhưng sức phòng thủ của nó quá mỏng, nên nó chỉ hợp với việc đánh nhanh thắng nhanh mà thôi.
Weavile được tận dụng để trị những Pokemon rồng nổi tiếng, trong đó có Garchomp. Nhưng mà thời đó thôi, tới Gen 5, Garchomp có Rock Skin và Rocky Helmet, còn thêm mấy cái bẫy đá Step Rock nữa, cho nên là Weavile cũng phải dè chừng vì nó máu giấy quá mà. Trước khi có Sneasler và Chimpao thì cũng khá khá có tiếng nhờ vào chỉ số và vẻ chiêu thức của mình, nhưng mà đặc tính Pressure hay là Pickpocket không có tác dụng gì quá nổi trội. Bể chiêu thức cũng không có chiêu nào nổi bật, thành ra nên đứng hạng này thôi. 26 thì gọi tên Caesar. Aha! Tại sao có Caesar ở đây? Chỉ số tấn công của Caesar thì khỏi bàn cãi là 130, quá xa đã. Cộng với tác dụng của đặc tính Technician tăng 50% sức mạnh của các chiêu thức có sức mạnh dưới 60. Tôi biết mọi người nghĩ gì. Tốc độ nó có 65, làm sao mà làm Sweeper được? Nhưng tốc độ như Azumarill mà có trong bản này thì không gì là không thể hết. Thật mừng là Caesar có chiêu ưu tiên Bullet Punch. Chiêu này đi với đặc tính Technician sẽ giúp cho Caesar luôn luôn đánh trước và đánh còn thốn nữa. Chưa kể với song hệ bọ và thép khiến cho Caesar chỉ sợ mỗi hệ lửa. Khả năng phòng thủ cũng khá tốt, nên Caesar vẫn có khả năng múa một vũ điệu kiếm nhằm tối ưu sát thương mà Bullet Punch gây ra. Hạng 15 phải kể đến Haxorus. Với danh xưng tự phong là bán á thần, nhưng ai cũng gật gù chấp nhận vì chỉ số quá ư là tuyệt vời. Một bộ chỉ số không thể phù hợp làm Sweeper vật lý hơn. Lại còn đâu ra cái thiết kế ngầu đét thế này. Tôi cho rằng đây là một trong những cái thiết kế đẹp nhất của Pokemon ở thời điểm hiện tại. Và cho lạc đề xíu giờ quay lại nè. Chỉ số tấn công vô cùng khủng bố là 147. Là đủ biết nó đánh đau cỡ nào rồi ha. Ngoài ra tốc độ rất cạnh tranh. Với Dragon Dance có thể búp cả hai chỉ số cao nhất của nó là tấn công và tốc độ. Là tính Mold Breaker giúp nó bỏ qua hết những ảnh hưởng của một vài đặc tính khác. Trong đó đáng kể nhất là Levitate, Multiscale, Unaware và Earth Eater. Có điều thì Haxorus bị xếp thấp hơn là bởi vì những Pokemon hệ rồng khác, điển hình như là Baxcalibur, hệ rồng và băng lại học được chi ưu tiên là Ice Shard, mà hệ băng bây giờ lại đang được búp sức mạnh trong trời tuyết nữa, cho nên là việc mang đôi hệ rồng không khá là thiệt thòi. Thì cũng mạnh và ngầu thiệt nhưng mà cần cố gắng hơn ha. Đến với hạng 14, chúng ta có Breloom. Có tốc độ cũng chỉ hơn Caesar có 5 điểm, nhưng mà cái làm cho Breloom được đánh giá cao hơn, đầu tiên phải nói đến đặc tính Technician của nó luôn. Breloom cũng học được một chiêu thức ưu tiên ứng với hệ của mình, đó chính là Match Punch. Đương nhiên, khi hai yếu tố trên kết hợp, thì Breloom vừa đánh nhanh mà vừa đánh đau thì đúng rồi. Nhưng còn một điểm đáng sợ nữa của Breloom, đó chính là chiêu Spore. Mình đánh giá chiêu này là chiêu trạng thái mạnh nhất, đáng sợ nhất hiện tại, vì nó có 100% khả năng ru ngủ đối thủ. Đối thủ mà ngủ rồi thì nó tận dụng một lần Short Dance rồi Match Punch thì tụi nó đắp chiếu đi ngủ luôn chứ sao. Ấy là chưa kể một điểm đáng sợ nữa khi mà trang bị The Loaded Die xuất hiện. Nó cho phép những chiêu gây sát thương liên tục được thi triển từ 4 lần trở lên. Từ đó, cộng với đặc tính Technician, chiêu Bullet Seed mỗi lần gây sát thương sẽ là 37.5 thay vì 25 trước đó. Nếu nó đánh trong ít nhất 4 lượt thì chiêu này có tổng sát thương ít nhất là 150. Chưa kể đến việc nó nhận được 50% sát thương từ Staff chiêu hệ cỏ nữa. Quá là ghê gớm. Điểm thọ ở đây, chiêu Spore là chìa khóa để giành chiến thắng. Nhưng mà để thi triển được nó, bạn phải chắc chắn rằng Breloom không bị đánh chết trong lượt đầu tiên. Hệ cỏ và giác đấu thì bài toán này cũng hơi khó ha. Hạng 13 là Sneasler. Pokemon thời Hisui được giới thiệu trong bản game Pokemon Legend Arceus với bộ chỉ số rõ ràng tách bạch, tốc độ 120, tấn công 130. Quá rõ ràng là nó sinh ra để làm một Sweeper vật lý. Nói đến đặc tính Unburden, đây coi như là một phiên bản nhanh hơn và đánh đau hơn của Hawlucha, khi Sneasler cũng có thể học được Acrobatics. Chiêu độc quyền là Dire Claw của nó với sức mạnh 80 và có tận 50% khả năng gây ra trạng thái trúng độc, tê liệt hoặc là buồn ngủ, sẽ rất khó chịu nếu bị đánh trúng. Những chiêu thức có hiệu ứng phụ với 30% khả năng thôi đã được sử dụng nhiều rồi, chẳng hạn như là chiêu Score, mà bây giờ có một chiêu với 50% khả năng gây ra trạng thái xấu, trong đó có trạng thái ngủ nữa, thì thật sự quá đáng sợ nếu Pokemon Home được cập nhật và Sneasler xuất hiện ở Gen 9. Hạng 12 gọi tên Hisuian Lilligan. Ok, lại nhìn vào chỉ số, đúng là Hisuian Lilligan quá hợp để làm một Sweeper vật lý. Nhưng cái làm nó đáng sợ hơn nữa là chiêu độc quyền Victory Dance. Múa gì mà múa một phát, tăng một bậc 3 chỉ số tấn công vật lý, phòng thủ và tốc độ luôn. Đây coi như là một biến thể của chiêu Quiver Dance, chiêu thức làm nên sự nổi tiếng của Volcarona. Lúc này, Hisuian Lilligan trở nên cơ động hơn khi người huấn luyện có thể chọn giữa hai đặc tính là Hustle
hoặc là Chlorophyll. Hustle giúp tăng 1/5 lần sức mạnh tấn công vật lý của Pokemon, nhưng đồng thời đánh đổi lại là giảm đi 0.8 lần khả năng đánh trúng của nó. Lúc này, những đòn đánh sau khi đã múa một vũ điệu chiến thắng sẽ thốn tận rốn khi nhận được buff một bậc từ chỉ số Victory Dance, 1.5 lần từ đặc tính Hustle và 1.5 lần từ Staff nếu chiêu đó là chiêu hệ cỏ hoặc là chiêu giác đấu. Bạn có thể cầm trang bị Wild Lens để tăng khả năng đánh trúng cho Hisuian Lirigan, cân bằng lại với đặc tính Hustle. Còn Chlorophyll, không cần phải nói, trong nắng gấp đôi tốc độ cho Lirigan, đủ sức để múa một vũ điệu rồi. Tấn công bằng những chiêu thức siêu mạnh của hệ cỏ như là Solar Blade, hồi máu bằng Synthesis. Ngoài ra nó còn có chiêu Default, giúp hóa giải những cạm bẫy trên sân. Chiêu này vốn đã nổi tiếng với Covenant hiện tại. Tuy nhiên thì ở Gen 9 này, trời nắng còn là sân chơi của đám quái vật đến từ quá khứ, nên Chlorophyll Lirigan chắc sẽ khá là rén trước những đối thủ như là Roaring Moon hay là Kratos. Còn Chimbao thì chừng nào Pokemon Home được cập nhật thì chị mày với mày mới so tài. Hạng 11, chúng ta có Talonflame. Là Pokemon chim bản địa ở Gen 6, và có một thời Talonflame là đối thủ rất đáng sợ và lỗi không thể tả với đặc tính là Gale Wings. Đặc tính này sẽ cộng thêm một điểm ưu tiên với tất cả những chiêu mang hệ bay, cả những loại chiêu tấn công hay là chiêu hiệu ứng luôn. Đồng nghĩa với việc những chiêu mạnh như là Brave Bird hay hồi máu như là Roost đều sẽ đi trước. Game Freak chắc cũng thấy được đặc tính này quá là lỗi, nên là mới ra mắt từ thế hệ thứ 6 thì thế hệ thứ 7 đã bị nớp không thương tiếc. Ở Gen 7 thì đặc tính này chỉ có thể kích hoạt được khi máu nó còn đầy. Và như bao Pokemon hệ lửa và bay khác, cái nó sợ nhất là bẫy đá tàn hình, nên trang bị Heavy DD Boost ra đời như là một sự cứu cánh cho Talonflame. Nhưng cho dù là đặc tính nó chưa được kích hoạt đi chăng nữa thì tốc độ của Talonflame cũng đủ ao trình rất nhiều đối thủ khác. Dùng hết sức bình sinh mà xài một chiêu Brave Bird hay là Flare Blitz cũng đủ để tiễn mấy em ra chuồng gà. Ngoài ra thì Short Dance cũng sẽ giúp cho Talonflame dồn sát thương và đe dọa những Pokemon hệ đá khắc tinh với chiêu Steel Wings. Càng vào trong sâu đối thủ mạnh lại càng xuất hiện rồi. Mới top 11 thôi mà quá trời Pokemon đáng sợ luôn. Bước vào top 10 thôi. Hạng 10 đó chính là Pascalibur. Á thành Gen 9 cũng ở đây nhờ vào chỉ số tấn công cao ngất ngưỡng 145, cao nhất trong tất cả dạng á thần. Bộ chiêu thức như Dragon Dance giúp tăng tốc độ cùng tấn công vật lý. Tốc độ trung bình chỉ có 87, nhưng nó có Ice Shard, một chiêu ưu tiên được cộng thêm Staff hệ băng cùng với chỉ số tấn công cao sẽ tạo ra được bất ngờ trong trận đấu tốc độ. Những Pokemon chuyên tấn công vật lý sợ nhất là bị dính hiệu ứng bỏng. Hiệu ứng này ngoài rút máu mỗi lượt ra còn khiến cho Pokemon bị mất 50% sức mạnh tấn công vật lý nữa. Nhưng Pascalibur là Pokemon hoàn toàn không phải lo sợ hiệu ứng này khi có đặc tính Thermal Exchange. Khi nó bị đánh bởi những chiêu hệ lửa thì chỉ số tấn công sẽ được tăng lên một bậc, giúp nó không bao giờ bị bỏng. Tuy nhiên thì đặc tính này cũng sẽ không giảm sát thương của những chiêu hệ lửa đâu, nhưng mang hệ rồng cũng giúp cho nó cân bằng lại điểm yếu sợ lửa của hệ băng rồi. Hạng 9, chúng ta có Rillaboom. Với chỉ số tấn công 125, cũng là starter có chỉ số tấn công cao nhất trong tất cả các starter tính đến Gen 9. Nhưng vươn xa hơn ngoài ranh giới starter thì Rillaboom không phải dạng vừa. Với đặc tính Crash Shirt, Rillaboom tự động thiết lập môi trường cỏ mỗi khi trở ra sân đấu, tự động tăng 30% sức mạnh cho các chiêu thức hệ cỏ. Nếu mà được nhận thêm 50% staff từ những chiêu hệ cỏ nữa thì Rillaboom quá dữ luôn. Nhưng mà đánh mạnh thôi cũng chưa đủ làm tiêu chí của Sweeper đâu, phải đánh nhanh nữa. Và chiêu Crashy Glide sẽ khắc phục điểm yếu tốc độ 85 của Rillaboom. Ở trong môi trường cỏ, chiêu Crashy Glide sẽ được cộng thêm một điểm ưu tiên và luôn luôn đánh trước. Chưa hết, đây sẽ là chiêu ưu tiên có sức tấn công cao thứ hai, chỉ đứng sau Extreme Speed và ngang hàng sức mạnh với chiêu Chest Punch. Chiêu này vừa được nhận 1.5 lần Staff, vừa nhận thêm 1.5 lần sức mạnh trong môi trường cỏ. Kèm với sức tấn công cao của Rillaboom thì rút chắc được mấy ống máu của đối thủ á. Còn không thì ít nhất nó cũng hấp hối á. Hạng 8 là Meowscarada. Nói về Sweeper vật lý, không thể thiếu Meowscarada, Pokemon Starter mới nhú của Gen 9. Bộ chỉ số của nó thì quá rõ ràng rồi, tốc độ 123 là tốc độ nhanh nhất trong tất cả các starter tính đến thời điểm hiện tại. Nó nhanh hơn Greninja một điểm, nhưng một điểm này đã là quá đủ rồi. Đã vậy, nó còn có đặc tính làm nên tên tuổi của Greninja trước đó là Protean, giúp nó trước khi đánh đòn nào sẽ chuyển đổi hệ giống với đòn đánh đó. Nhưng ở Gen 9, Protean chỉ có thể chuyển hệ một lần mỗi khi xuất ra khỏi trận đấu. Tức là nếu muốn chuyển hệ một lần nữa thì phải rút về bóng xong mà chuyển ra lại thì Protean mới có thể kích hoạt trở lại. Do đó, U-turn dường như là chiêu thức không thể thiếu, giúp đảo đồng đội ra sân và reset lại Protean.
Việc nớp khả năng của protein khiến cho nhà huấn luyện phải tính toán kỹ càng trước từng bước đi, nên đổi hệ của Mel Scarada thành hệ gì trong hiệp đó thì là một cách thông minh nhất. Cùng với chiêu thức độc quyền là Flower Trick, luôn luôn đánh đúng đối thủ và luôn luôn gây ra đòn chí mạng. Tức là nhìn thì sức tấn công là có 70 thôi, nhưng thực tế luôn gây ra sát thương gấp đôi, tận 140. Chưa kể, việc nhận được stab từ hệ cỏ, tốc độ nhanh, đã tính tốt, đánh xuyên tường thế này thì không làm sweeper vật lý thì quá là uổng đi chứ hả? Hạng 7, chúng ta đến với Cinderace. Pokemon khởi đầu của Gen 8 cùng người bạn Rillaboom của mình xứng đáng 1910 khi mà Cinderace mang cho mình một đặc tính là Libero. Tên thì khác với lại Protean, nhưng chức năng thì không khác quá gì hết. Nó y chang luôn á. Vô cùng linh hoạt và luôn nhận được stab từ mỗi đòn tấn công của mình. U-turn cũng sẽ là chiêu thức không thể nào thiếu của Cinderace. Được cái thì Cinderace hơn Mascarada ở chỗ là không sợ bị đánh phủ đầu bởi những chiêu như First Impression của Low Kicks. Vì hệ của Mascarada nhận 4 lần sát thương từ hệ bỏ cơ mà. Gặp Low Kicks thì Cinderace tự tin hơn một chút. Chiêu thức độc quyền của nó là Pyro Ball. Với sức tấn công kinh khủng là 120, sẽ có 10% gây bỏng cho đối thủ. Một chiêu độc quyền nhìn vô là biết chiêu của con cưng liền luôn á. Ngoài ra, vì sàn đấu bị đặt bẫy quá phổ biến nên là Cinderace có thể là cứu tinh với chiêu Court Change, giúp đảo ngược tất cả những hiệu ứng của hai bên sân đấu lại với nhau, chuyển thế bất lợi thành có lợi. Và đặc biệt, chiêu này không bị hóa giải bởi đặc tính của Golden Go. Và dù Golden Go có được dùng để khóa những chiêu thức hóa giải cạm bẫy trên sân tốt cỡ nào đi chăng nữa thì Court Change của Cinderace cũng sẽ là chìa khóa để giải quyết phiền toái này. Ở hạng 6, chúng ta có Garchomp. Nói về Sweeper thì không thể thiếu được Garchomp. Và sau 5 thế hệ thì Garchomp vẫn được xem là một cỗ máy quét đáng sợ. Với chỉ số tốc độ và tấn công cao, được hưởng lợi thế từ chỉ số 600 của tụi áo thần, nên Garchomp là một Sweeper vật lý cũng thuộc dạng trâu bò lắm á. Nói trước thì hạng 6, 5 và 4 đều là vị trí của áo thần, nên để xem kỹ hơn, các bạn có thể tìm hiểu qua video về áo thần mạnh nhất của Gen 9, mình để ở góc bên phải màn hình. Còn bây giờ thì quay lại với Garchomp. Game Freak rất thích cho những Pokemon mạnh với tốc độ trung bình khoảng 100. Vậy nên, việc nhanh hơn dàn Pokemon này 2 điểm cũng là một lợi thế khá là lớn. Tốc độ đặt cạm bẫy như là Staprock hoặc là Spike cũng cao hơn nhiều Pokemon có khả năng đặt bẫy khác. Là tính Rock Skin đi cùng trang bị Rocky Helmet sẽ giúp cho đối phương đắn đo nên dùng Rapid Spin để hóa giải những cạm bẫy trên sân hay không. Và nó cũng có chiêu setup phổ biến như là Short Dance, giúp những đòn đánh diện rộng như là Earthquake hay là Rock Slide dễ dàng kết liễu đối thủ trong đấu đôi. Hạng thứ 5, chúng ta có Dragonite. Ai coi video về á thần mạnh nhất Gen 9 cũng sẽ không bất ngờ về vị trí này. Đúng là Dragonite chỉ có tốc độ 80, mà sao nhanh hơn Garchomp được. Nhưng Dragonite có được sự ưu ái nhờ vào chiêu thức Extreme Speed. Chiêu thức có độ ưu tiên cộng 2 với sức mạnh lên đến 80, là chiêu thức ưu tiên có sức mạnh cao nhất hiện tại. Không phải Pokemon nào cũng học được chiêu thức này, toàn là những Pokemon máu mặt không thôi. Con rồng béo này tuy ra mắt từ Gen 1 nhưng vị trí vẫn cứ sừng sững. Ngoài chiêu thức ưu tiên thì còn đặc tính Multiscale, cho phép nó trụ vững trước những lần đánh khắc hệ, tạo cơ hội để múa một vũ điệu rồng. Sau đó Terra thành hệ thường, tăng stab cho chiêu Extreme Speed, rồi nhanh gọn dứt điểm đối thủ với sức tấn công 134 cực cao, xứng danh á thần thế hệ đầu tiên. Ở hạng 4, chúng ta nói về Dragapult. Về đánh nhanh thắng nhanh thì Dragapult á thần Gen 8 chắc chắn phải được liệt kê vào, vì tốc độ của nó 145, cao nhất trong dạng á thần. Và rộng hơn nữa thì nó nhanh hơn hầu hết những Pokemon, không tính những Pokemon Mega và huyền thoại nha. Nó có thể nhanh chóng dứt điểm những bức tường đúng nghĩa nhờ vào đặc tính Infiltrator. Đặc tính có thể đánh xuyên luôn cả thế thân, không một ai có thể núp bóng hay là trốn được với Dragapult. Dragon Dance, Outrage hoặc là Dragon Dart sẽ là những chiêu thức cần có để dồn sát thương và tiễn đối thủ lên bảng điểm số liền. Ngoài ra, chiêu Sucker Punch cộng với tốc độ cao của mình cũng sẽ chặn hỏng được kha khá đối thủ muốn xài chiêu ưu tiên. Vì nếu cả hai chiêu ưu tiên có cùng độ ưu tiên bằng nhau là cộng 1, cùng được sử dụng một lúc thì con nào nhanh hơn, còn nó đánh trước. Và cũng sắp đến top 3 rồi. Sau đây là một số cái tên Sweeper nổi bật khác mình không đưa vào vì tụi nó không có thông tin trở lại trong Gen 9. Chứ mà trở lại thì bảng xếp hạng này cũng sẽ thay đổi đó. Galarian Darmanitan. Dạng vùng miền của Darmanitan có bộ chỉ số không thể phù hợp hơn để làm một Sweeper vật lý. Đặc tính Gorilla Tactic cho phép nó tăng 50% sức mạnh tấn công vật lý, nhưng chỉ được sử dụng trong một chiêu duy nhất trong một hiệp, cho đến khi được đổi ra sân đấu một lần nữa. Thành ra, đặc tính này cộng dồn với vật phẩm Choice Band sẽ tăng 225% sức mạnh tấn công vật lý cho Darmanitan. Đã một phát nát xạo luôn á. Con thứ hai là Tapu Koko. Thần bảo vệ đảo Tapu Koko với khả năng tạo ra môi trường điện.
tốc độ 130 khiến cho những đòn đánh hệ điện của nó luôn luôn chớp nhoáng và còn được cộng thêm 30% sức mạnh những chiêu hệ điện trong môi trường điện nữa, thì không quá khó khăn để hiểu tại sao Turbo Coco từng xuất hiện rất nhiều trên đấu trường. Và hạng 3 đã tới rồi đây. Ở vị trí thứ 3 sẽ gọi tên Roaring Moon. Đầu tiên hết là bộ chỉ số không thể nào rõ ràng hơn. Bể chiêu thức của Roaring Moon là bể chiêu thức ước ao cho những Pokemon thiên về tấn công vật lý. Iron Head để khắc chế lại những Pokemon hệ tiên. Earthquake giúp chăm sóc những Pokemon hệ thép. Nổi bật như là Gotengo, Firefang để khắc chế những Pokemon hệ băng hoặc hệ bọ. Những Pokemon từ hơn 1 tỷ năm về trước có chung một đặc tính là Protosynthesis, giúp tăng 30% sức mạnh chỉ số cao nhất của nó khi đang trong trời nắng hoặc cầm theo trang bị Booster Energy. Sau đó, cho nó múa một vũ điệu rồng để tăng cường sức sáng thương và tốc độ. Lúc này, bể chiêu thức của nó được phát huy tác dụng, giúp nó kết liễu nhanh chóng vô số đối thủ. Tất cả những lợi thế trên chỉ cần tốn của bạn một lượt chuẩn bị là xong. Acrobatics sẽ là chiêu hệ bay cực mạnh nếu chiến thuật của bạn là cho cầm Booster Energy khi mới vào trận. Chưa kể, nếu bạn xây ra thành hệ bay, đòn Acrobatics cộng với tốc độ cao và 50% sức mạnh từ Staff, Roaring Moon sẽ lấy cái đôi cánh như là cái chỗ chà của mình quét sạch cái sân đấu này luôn. Ở hạng 2, chúng ta gọi tên Palafin. Pokemon thuộc giống cá heo duy nhất trong thế giới Pokemon, mới ra mắt mà đã vươn thẳng lên hàng Sweeper vật lý lỗi nhất của game hiện tại. Đặc tính Zero to Hero chính là mấu chốt cho sức mạnh của Palafin. Sau khi được đổi lại từ trận đấu, hình dạng của nó sẽ chuyển thành dạng anh hùng với bộ chỉ số 650 hơn rất nhiều Pokemon huyền thoại khác và sức tấn công khủng bố 160. Tốc độ 100 cũng đã được xem là nhanh hơn rất nhiều Pokemon khác rồi. Nhưng nếu chưa thấy đủ thì nhà sản xuất khuyến mãi cho nó thêm một chiêu thức độc quyền nữa là Jet Punch. Với sức mạnh 60 cộng với Staff hệ nước thì chiêu này có sức mạnh lên đến 90. Với sức tấn công sẵn đã ăn trên đầu trên cổ những Pokemon khác, cộng với chiêu thức ưu tiên này thì tính ra là chưa kể đến việc nó có thể chê ra hình hệ nước, giúp cho sức mạnh của chiêu thức này được nhân lên gấp đôi. Mà kể nãy giờ, sức mạnh của nó chỉ xoay quanh một chiêu thức là Jet Punch thôi đó. Vẫn chưa kể hết những chiêu khác như là Wave Crash, Outrage, Close Combat, vân vân. Và trang bị để nâng tầm sức mạnh cho nó hợp lý nhất là Choice Band. Trang bị giúp tăng 50% sức mạnh tấn công vật lý. Đổi lại trong hiệp đó, nó chỉ xài được một chiêu duy nhất. Đương nhiên, Jet Punch đi kèm với trang bị này là đấm phát chết luôn chứ còn gì nữa. Ở hạng 1, chúng ta vinh danh Chimpao. Không quá bất ngờ với Chimpao ha. Một trong tứ đại hung thú của Paldea. Với sức mạnh của nó, ngoài việc nằm ở bộ chỉ số ra thì còn là ở đặc tính Soul of Ruin. Đặc tính này làm giảm chỉ số phòng thủ vật lý của tất cả Pokemon trên sân đấu xuống 25%, mà là chỉ số cơ bản nha. Nên là những đặc tính như là Clear Body cũng không ngăn được nó. Có đặc tính xuyên giáp thế này cộng với chỉ số tốc độ là 135, Chimpao dễ dàng làm gõ kha khá Pokemon trên đấu trường. Với bể chiêu thức bao gồm Ice Shard, chiêu ưu tiên dùng để đối phó với những đối thủ nhanh hơn nó, Sucker Punch dùng trong việc đánh phủ đầu đối thủ nhưng mà nhận thêm stab từ hệ bóng tối nữa, thì nhiều khi mới trao đổi chiêu thức nhẹ một cái là thằng kia đi luôn rồi. Sacred Sword, chiêu này có khả năng bỏ qua tất cả những sự thay đổi về chỉ số của Pokemon trong trận đấu. Tức là dù có cố gắng tăng chỉ số phòng thủ của Pokemon lên bao nhiêu đi nữa thì cũng không có nghĩa lý gì với chiêu này hết. Tốc độ nhanh cũng sẽ giúp cho Chimpao giành quyền set up Sword Dance trước, sau đó tung ra đòn kết liễu đơn giản như là Ice Spinner, Ice Crash, Psychic Fang. Nhìn tấn công thì chỉ có 120, nhưng trên thực tế với đặc tính Soul of Ruin, nó còn đánh đau hơn thế gấp nhiều lần. Và dường như bạn không cần phải Terra cho nó làm gì, vì đánh thường thôi đối thủ cũng đã chịu không nổi rồi. Đương nhiên thì Chimpao cũng phải sợ những thứ ai cũng sợ, như là đá tàn hình, hoặc là những Pokemon Sweeper mảng đặc biệt hệ lửa, điển hình như là Volcarona, hoặc là Gotengo, hoặc là Chiyu. Nên trang bị Heavy Duty Boost là vô cùng cần thiết. Không thì bạn muốn chơi khô máu cũng được, có thể chọn Life Orb hoặc là Choice Band, cái này thì tùy bạn. Và đó là tất cả 20 Pokemon Sweeper vật lý trong gen 9 mà mình đánh giá cao. Ý kiến các bạn thế nào? Đồng tình hay không đồng tình? Ở điểm nào thì cho mình biết bằng bình luận bên dưới nha. Và nếu thấy hay, đừng quên like và subscribe để mình có thật nhiều động lực làm nhiều video tốt hơn nữa, thú vị hơn nữa. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye!